Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Bạc Liêu quen tôi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một quán cơm sườn khá là đặc biệt mà người dân địa phương hay gọi là quán cơm ma. Đây là một quán cơm nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, thành phố Bạc Liêu. Quán không có bảng hiệu nha các bạn. Quán mở bán từ nửa đêm nên mọi người hay gọi là quán cơm ma. Quán nằm đối diện với lò bánh mì Thành Công 2 và nằm xéo một chút với trường tiểu học Lê Quý Đôn. Quán mở bán từ nửa đêm cho đến gần sáng. Mặc dù mở bán từ nửa đêm nhưng mà thu hút khá nhiều lượt khách đến ăn. Và quán đã có tuổi đời trên 10 năm tuổi nha các bạn. Giá của mỗi dĩa cơm sườn là 35.000 đồng. Trước đây thì quán mở bán từ 1 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ thì quán đã mở sớm hơn, từ 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Không biết các bạn đã đến đây ăn lần nào chưa? Nếu rồi thì hãy chia sẻ những cái cảm nhận của bạn về cơm sườn ở đây nha. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo mình chia sẻ về Bạc Liêu. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.